Xin chào tất cả các bạn. Nay mình sẽ quay cho các bạn một chiếc vợt bóng bàn với cái tầm giá dưới 2 triệu nhé. Thì đây là chiếc Stiga. Stiga Infinity ạ. Made in Sweden. Hàng này của Thụy Điển ạ. Đã có sẵn mặt. Dán mặt. Kênh mua cái này về thì chỉ việc chơi thôi ạ, không cần phải mua mặt nữa. Dán mặt và viền ok ạ. Cây này về cơ bản thì còn khá là đẹp. Khá ok ạ, và mức giá thì cũng phù hợp, tầm giá dưới 2 triệu thì cây này em thấy rất là hợp lý ạ. Các anh chị có muốn mua chiếc vợt này thì vui lòng liên hệ với shop theo số điện thoại là 0983 131 528 ạ. Hoặc là nếu như mà muốn được tư vấn kỹ hơn về các dòng vợt bóng bàn thì các anh chị cũng vui lòng liên hệ với shop nhé. Thì shop sẽ tư vấn cho các anh chị kỹ hơn ạ. Cảm ơn các anh chị và các bạn đã theo dõi video của em ạ.